Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều. Thời tiết hôm nay thì vào buổi chiều thì nó hơi là âm u á, trời nó hơi tối tối. Thì hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Quy Nhơn. Vị trí mình đang đứng đây là mình đang đứng ở trên cái con đường Xuân Diệu đây. Đây cái đoạn là đầu đường Xuân Diệu, cái đoạn ở gần dưới cảng, dưới gần hai cái quán cà phê ven biển đây. Hai quán cà phê bãi biển đẹp nhất thành phố Quy Nhơn. Hiện tại thì ở khu vực này thì chiều hôm nay rất là đông nha. Mấy ngày qua thì tại khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn vào buổi chiều rất đông, bởi vì khách du lịch đổ về thành phố Quy Nhơn, rồi khách địa phương buổi chiều thì người ta cũng ra bãi biển rất là đông tắm biển, và ban đêm nữa, ban đêm cũng rất đông. Đây mình đang đứng ở đây là cái khu vực tượng đài chiến thắng đó nha, nó kề bên hai cái quán cà phê. Rồi giờ mình vòng vòng mình dọc theo con đường Xuân Diệu này, dọc dọc biển này, mình review cái quang cảnh cũng như cập nhật cái tình hình du lịch ở tại thành phố Quy Nhơn. Mấy ngày qua thì trời rất là nóng nha, vào ban ngày khoảng từ 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều, 3 giờ rưỡi chiều nó rất là nóng, rất là nóng. Này. Nhưng không vì nóng mà khách du lịch người ta ít đến Quy Nhơn nha. Năm nay thì hè mình thấy là khách du lịch đến Quy Nhơn cũng khá là đông á. Đặc biệt là mấy ngày vừa qua là sau khi mà thi tốt nghiệp và trung học phổ thông đã hoàn thành rồi á, thì người ta đưa con cái cũng như là nam nữ thanh niên người ta đi du lịch ở Quy Nhơn, Bình Định nói riêng cũng như là trong cả nước nói chung rất là nhộn nhịp. Chiều nay thì trời âm u, gió gió cũng không có to lắm nha, gió cũng ít ít thôi. Trời nó buổi chiều nó khá là mát, đi dọc dọc biển này cho nên là dòng người buổi chiều người ta đổ ra biển tắm biển rồi hóng mát đi dạo dạo biển trên cái đoạn bờ biển của thành phố Quy Nhơn, nó cũng khá dài, tầm 5-6 cây số, nằm dọc cái đường Xuân Diệu này cũng như là đường An Dương Vương. Còn về đêm thì các cái hàng quán rất là đông khách. Ban đêm thì người ta đi ăn uống rất là đông. Buổi chiều là chủ yếu là tắm thôi, tắm nó dạo luôn. So với những năm trước thì hiện nay thì mình được biết là khách du lịch đến Quy Nhơn, ngoài khách nội địa này rồi khách quốc tế ra, thì nó có còn một lượng khách rất đặc biệt nữa, đó là Việt Kiều. Việt Kiều ở khắp mọi nơi trên thế giới, mùa hè người ta cũng về Việt Nam đó, đi du lịch thì người ta cũng có đến Quy Nhơn, mình thấy cũng khá là đông nha. Việt Kiều ở Mỹ, chủ yếu là Việt Kiều ở Mỹ rồi, bởi vì Quy Nhơn mấy năm qua là một cái điểm đến cũng khá là hấp dẫn, đặc biệt là những người đi xa Việt Nam, đi xa quê, khi trở về Việt Nam thì
người ta cũng rất được muốn đi nhiều nơi ở trong nước, thì trong đó có Quy Nhơn. Mặc dù thì du lịch Quy Nhơn nó cũng chưa phải là hot lắm, chưa đẳng cấp so với nhiều nơi trong cả nước cũng như thế giới, nhưng mà người ta vẫn tìm đến Quy Nhơn bởi vì Quy Nhơn là một cái thành phố biển, thành phố du lịch trẻ, nó còn đang trên đà phát triển ra, còn nhiều cái tiềm năng du lịch, và hiện nay cũng như trong tương lai người ta tiếp tục phát triển, cho nên là cũng thu hút một cái lượng khách hơi là tò mò, người ta đến Quy Nhơn xem thử như thế nào đó. Cũng giống như bất kỳ ai cũng vậy thôi, đúng không? Những cái nơi mà người ta chưa đặt chân đến thì người ta cũng rất muốn đến tìm hiểu, cái cảm giác là lạ, đúng không? Cảm giác là lạ, đúng không? Thì Quy Nhơn là một thành phố nằm ở ven biển Duyên Hải miền Trung, với thời tiết thì nó phân ra rất là rõ rệt hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mùa mưa thì khá là ngắn và mùa nắng kéo dài trong năm. Đặc biệt là mùa hè là rất nắng nóng, mùa hè nóng lắm. Đây, đây cô chú anh chị các bạn thấy không? Ở trên con đường Xuân Diệu này, xe con, xe 16 chỗ, có cả các cái xe dài, xe chở khách đoàn, khách tour cũng rất là nhiều em. Đây mình đã lên đến cái đoạn gần cái khu vực quảng trường. Ở đây là cái bãi xe đậu rất nhiều nè, các cái xe lớn nè, đó, xe đưa khách đoàn du lịch rất là nhiều. Đây mình đến cái khu vực quảng trường nè, đây là khu vực bãi biển sau quảng trường, sau quảng trường này. Người ở ngoài bãi biển rất đông nha. Đây ở phía bên trong quảng trường nè. Trong quảng trường cứ đến mùa hè, mùa du lịch thì người ta thường tổ chức cái sự kiện này, và đặc biệt là tổ chức cái hội võ thuật đó. Nghĩa là biểu diễn thi đấu võ thuật, nó thường tổ chức cái tại cái quảng trường này vào mùa hè thì rất là thường xuyên, trong tuần có thể diễn ra tới mấy cái đêm vậy. Khá là nhộn nhịp. Rồi đến cái khu vực này nè, cái khu vực công viên ở trên đường An Dương Vương, quá trời là đông luôn nha. Đây là bãi biển An Dương Vương. Đây mình đã tới khu vực ngã sáu Ngô Mây nè. Bắt đầu là chiều trở về tối thì tại khu vực ngã sáu Ngô Mây cái lượng giao thông, lượng phương tiện giao thông nó qua lại ở đây phải nói liên tục. Ở thành phố Quy Nhơn thì nó có hai cái điểm mà cái lưu lượng giao thông ở cái giờ cao điểm nó rất là đông. Đó là khu vực ngã sáu Ngô Mây này và ngã sáu ngã năm Đống Đa, là hai cái điểm người ta ra vào trung tâm thành phố Quy Nhơn, cho nên là rất là đông người nha. Đây mình đã sang đi trên cái con đường Nguyễn Tất Thành này.
là cái khách sạn lớn mà, khách sạn Hai Âu, khách sạn đầu tiên có mặt tại thành phố Quy Nhơn. Hiện nay là ở đẳng cấp là 4 sao, 4 năm sao gì. Khách sạn Hai Âu là cái một trong những khách sạn mà cứ tới mùa du lịch, mùa Tết mùa du lịch là cái lượng khách nó luôn luôn là đông. Khách sạn Hai Âu là khách sạn không bao giờ ế ở tại thành phố Quy Nhơn, bởi vì cái vị trí, cái view nó quá là đẹp luôn, rộng rãi. Đây, đây mình tới khu vực này là cái khu vực rất nhiều khách sạn. Khách sạn Hòn Yến rồi nhiều khách sạn nhỏ nằm ở trên cái đường An Dương Vương này nè, rồi đường Nguyễn Trung Tín mới bây giờ, đường Nguyễn Trung Tín rất là nhiều. Rồi giờ gió quá mát luôn. Quá là nhộn nhịp luôn. Giờ mình qua đường Nguyễn Trung Tín. Đường Nguyễn Trung Tín là những cái xe du lịch đoàn như thế này á, ở các cái tỉnh thành khác tới nó rất là nhiều nha. Bởi vì ở đây nó có những cái khách sạn mới á, khách sạn mới cao to, cái lượng chứa lớn, lượng chứa khách đoàn có thể là nó lớn, cho nên là du lịch tour, du lịch đi theo đoàn á thì tập trung về cái khu vực này rất là đông. Rồi thì từ nãy tới giờ mình cũng đã lòng vòng, mình review cái cảnh quan đó, cái không khí nhộn nhịp mùa du lịch vào buổi chiều tại trung tâm thành phố Quy Nhơn. Rồi và thì mình xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.